tốc bật lửa móc khóa độc lạ, khẳng định chất men phái mạnh. Bật lửa là món phụ kiện không thể thiếu của những đấng mày râu, đặc biệt là những quý ông khói thuốc. Một trong những dòng bật lửa độc đáo đó là bật lửa móc khóa, không chỉ giúp tạo lửa mà còn là món đồ khẳng định chất men phái mạnh. Cùng Ambe khám phá tốc bật lửa móc khóa độc lạ nhất qua video này nhé. 1. Bật lửa đẹp độc đáo Zoro Z623. Đầu tiên trong danh sách bật lửa móc khóa độc đáo phải kể đến Zoro Z623. Bật lửa thiết kế như một chiếc móc khóa mini với vẻ đẹp cổ điển, kiểu dáng đồng xu nước Anh in hình nữ hoàng Elizabeth sang trọng. Chiếc bật lửa xăng đá nhỏ gọn mà mạnh mẽ, giúp quý ông dễ dàng đánh lửa bất cứ lúc nào. Với trọng lượng chỉ khoảng 70g, đây chính là chiếc bật lửa móc khóa mini cực kỳ ấn tượng mà bạn nên sở hữu. 2. Bật lửa móc khóa Dolphin HI712. Dolphin là thương hiệu được lấy cảm hứng từ cá heo, mang đậm chất sinh tồn. Mẫu bật lửa Dolphin HI712 với thiết kế hình robot lạ mắt, ấn tượng. Thiết kế đi kèm dây móc khóa treo rất tiện lợi. Đặc biệt, hình robot cá tính thích hợp làm mặt dây chuyền. Chiếc bật lửa độc đáo này không chỉ là món phụ kiện cá tính mà cực kỳ thích hợp mang theo trong những chuyến đi phượt, picnic hay khám phá. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho quý ông ưa thích chất bụi lạ mang nhiều cảm hứng trong cuộc sống. 3. Bật lửa móc khóa diêm xăng Zorbon ZB170. ZB170 mang phong cách mạnh mẽ và nam tính, màu sắc lịch lãm vàng, kỳ, sám cho quý ông thoải mái lựa chọn. Là bật lửa diêm xăng nên bạn có thể sử dụng rất nhiều lần, miễn là còn xăng. Đặc biệt, que diêm có thể dễ dàng châm lửa ở những không gian nhỏ hẹp và không bị nóng tay. 4. Bật lửa kho một Tionet BCZ351. Tionet BCZ351 với thiết kế hiện đại và thời thượng, mang lại vẻ đẹp nam tính là lịch lãm. Họa tiết chấm bi kèm logo hạng ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Móc khóa dạng dây nhỏ gọn và tiện lợi, bật lửa được đựng trong hộp đựng sang trọng nên các bạn có thể làm quà tặng. 5. Bật lửa móc khóa Zifeng ZF027. Zifeng ZF027 là chiếc bật lửa kiêm móc khóa mang phong cách nhà binh, hầm hố, độc đáo và mạnh mẽ. Mẫu bật lửa xăng đá với màu vàng bụi và vàng bóng sang trọng và cá tính. Nhìn bề ngoài bạn có thể cảm thấy phức tạp nhưng nó lại rất dễ sử dụng. Sản phẩm đi kèm bình xăng mini với chất liệu đồng nguyên chất kèm móc khóa tiện lợi. Đây chắc chắn là món quà tuyệt vời cho chàng trai mê lửa và phong cách cá tính. Trên đây là top bật lửa móc khóa độc lạ khẳng định chất men phái mạnh không nên bỏ qua. Các bạn quan tâm tới mẫu bật lửa này có thể ghé qua website Ambe để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.